Ok, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đà Phạm thì ngày hello anh em. Giới thiệu các bạn, hôm nay là sẽ có một cái buổi podcast và khách mời của ngày hôm nay là anh Tuấn Anh, IFBB Pro. Okay. Tuấn Anh là được rồi. Nói thì có mỗi cái biệt danh để người ta nhận diện. Để người ta phân biệt hả? Người ta phân biệt đúng không? Đó, thì ngày hôm nay mình và Tuấn Anh sẽ tâm sự lại cái quá trình mà đi Ấn Độ, phong ba bão táp. Hôm đó là mới về, kiểu giống như là anh mới vô đây bận rộn quá cho nên anh em mình cũng chưa có gọi là có cái dịp để mà mình tâm sự lại với nhau. Thì hôm nay mình sẽ làm một đợt siết đó, anh cũng hơi mệt cho nên là anh em ít nói chuyện với nhau. Đúng rồi, mệt. Đạt nó cũng biết là mình mệt cọc cho nên là nó không muốn nói chuyện với mình. Mệt là một phần nhưng mà cái vấn đề là do anh mới vô đây cho nên nhiều cái nó cũng kiểu hơi lo chưa quen, đúng rồi. Chưa quen, chỉ mới ngỡ. Mới bước chân vào Sài Gòn. Cho nên là nhiều cái nó còn bỡ ngỡ lắm. Rồi thì vậy thì hôm nay mình và Tuấn Anh sẽ mình cũng gọi là quay mỗi thứ một chút thôi. Nhiều khi cái câu chuyện nó cũng không có được liên kết đâu nhưng mà mình cũng với Tuấn Anh cũng sẽ cố gắng làm sao mà mình review cho các bạn coi cái hành trình phong ba bão táp lúc mà mình đi Ấn Độ nó sẽ như thế nào nha. Gọi là một cái buổi podcast nó vui chút. Ok rồi, này là đang ở Việt Nam, sân bay Việt Nam. Rồi lúc này là lúc đang này là cảm giác là đang kiểu đủ mấy kéo muốn nói chuyện với nhau rồi. Đó, các bạn thấy đó là cái đường dây ai cũng người ta cũng bước đi có mỗi mình là thôi thả trôi luôn, thả hồn mệt quá mà đúng không. Thanh niên này đi qua kia mát nhìn nữa chứ, không có nhìn giống kiểu vậy. Mà không biết thằng này làm trò gì mà nó đứng không đi ấy. Đứng lười nhìn thế chứ chưa bất động á. Đó là thực ra là mình cũng khô quá cho nên là mệt ấy. Chết là phải giống như cái mấy khúc đó nó mệt quá, nhiều khi đi bộ cũng mệt đúng không. Ok, sau khi mà mình đi xong ra sân bay thì mình hôm đó anh em mình đi chắc cũng phải 9 giờ nhỉ. Ừ, 9 giờ đến sân bay, sau đó thủ tục nhập cảnh các thứ á cũng phải lâu. Cũng lâu á, cũng 10 giờ lúc này đang trên xe này. Nhưng mà bị tội cái là không cái số ở Ấn Độ nó kỳ kỳ á. Cảm giác như đèn đỏ cái đấy mình còn chưa hình dung ra, chắc là mới lần đầu đi nước người ta. Xong rồi không kiếm được khách sạn luôn. Mà lúc đó mệt vãi cứt ra luôn rồi. Lúc đó là anh không thể nào mà hình dung là có thể tìm được khách sạn hay không. Kiểu tưởng ở ngoài đường luôn đấy chứ. 3 giờ sáng mới tìm được khách sạn. Sợ thật. 3 giờ sáng á. Gần 2 giờ sáng. 3 giờ sáng mình về đến khách sạn mà. Ngay cả taxi nó còn không biết đường để đến được cái khách sạn luôn mà. Tại vì lúc mà mình đặt là mình cũng đặt rồi. Đặt cái khách sạn là khách sạn 3 sao thì cũng tưởng là ok á, nhưng khách mà khách sạn thì đẹp thật nhưng mà nó lại nằm đúng khu ổ chuột. Nó nằm không phải bên Ấn Độ thì nó bị một cái là nó phân chia là khu nhà giàu và khu người giàu là giàu lắm, mà khu người nghèo là ấy, thì mình ở giữa luôn. Tức là cái ranh giới của mà cái đường vào nó bẩn rác ở bên hai bên đường, phân bò cái bên người đó cứ thờ bò, người ta lại nuôi bò ở ngoài đường đó các bạn. Brahman xong rồi nuôi bò ở ngoài đường nhìn bẩn kinh, ruồi nó nhiều mà nhìn vô kiểu nhìn sợ nhờ. Không có biết được là kiếm được khách sạn không, mà hôm đó là mệt quá rồi, chỉ mong là tìm được khách sạn để mà đến ngủ thôi. Mà may sao trời độ vẫn kiếm được, vẫn tìm được khách sạn, mới tìm được cái khách sạn. Thì xong buổi sáng hôm đó thì mình cũng không có quay lại cái khách sạn như thế nào, kiểu như mệt quá rồi thôi lăn về đi. Đúng rồi, anh em lúc đó là mệt quá, chứ nếu mà mình review được cái khách sạn nó cũng hay, vì khách sạn nó cũng đẹp khá là đẹp, view cũng ok đúng không. Sao sáng mai ra mở cửa ra view nó đẹp mà. Thì sau khi mà buổi sáng nó xong thì mình với lại một bạn Vũ, bạn theo mình để hỗ trợ mình trong cái công tác phiên dịch. Phiên dịch được ngày thi các thứ. Đó thì công nhận là tiếng Anh nó thạo, nó nói tốt, với lại nó nhanh nhạy với các cái gọi là giao tiếp của mua bán rồi hỏi đường hỏi này kia, chứ mình mà đi một mình ngáo luôn, lạc luôn. Với lại dân đây người ta nói tiếng Anh cũng tốt mà. Đó, thì sáng ngày hôm sau thì mình bắt đầu đồ ăn. Các bạn coi kỹ khúc này nha. Này là họ bảo là mình không nên sử dụng camera đấy đúng không? Đúng rồi, tức là kêu là cất camera đi. Không là nó giật cướp. Người ta không ở đây thì cái tình hình an ninh nó cũng hơi bất ổn, cho nên là người ta giật á, người ta cướp á, giật ban ngày luôn, tức là cầm mà các bạn cầm điện thoại cầm gì mà li là người ta là giật cướp luôn. Đó dân địa phương người ta còn kêu là tụi bay cất cái camera đi, chứ không thôi là tụi nó giật đó. Vũ hỏi gì tại sao? Đấy, đây là cái chỗ bán thịt. Đây là đúng là đi Vũ nó đi đúng 4 cây số mới tìm được cái hàng thịt, mà hàng thịt này chỉ bán đúng 2 ngày trong tuần. Một tuần chỉ bán đúng 2 ngày thôi các bạn.
Thì ở đây dân ở đây thì người ta ăn thịt này, dê. Cái miếng thịt này anh nhìn đây, thịt dê à, thịt dê anh thịt đấy nè đầu dê. Ở bên dê. Ở bên Ấn Độ thì người ta không ăn thịt bò với lại thịt heo, người ta thờ hai con đó luôn. À, thịt dê này phải biết nấu chứ không hôi lắm, hôi đúng không? Đó thì người ta nấu thịt dê với lại cái ức gà. Mà ở không được lấy ức gà, anh không nhớ hả? À, mua cả miếng luôn đúng không? Đúng rồi, là mua cả con vậy đó. Để về chặt vứt cái đầu cái cánh các thứ đi. Cho nên là nhiều khi mà qua Ấn Độ các bạn không hiểu rằng là mình ăn không có đúng theo, giống như là không có được đúng. Không được mình. Không được ăn đúng plan của mình. Đúng rồi, không được ăn đúng cái lịch mà mình đưa ra đâu. Ví dụ như cái giai đoạn cuối là thường mình sẽ úp cho Tuấn Anh là ăn thêm view bò để nạp fat protein tự nhiên là như thế nào đó, nhưng mà cũng đâu bên này thờ bò đâu ăn bò mà ăn gà thì cũng đâu được lấy một bình chứ ức, nó bán rồi bán nguyên con. Anh về anh cứ lọc từng tí một ra ăn làm sao cho nó đủ được. Đừng cứ chán nước sôi vậy á. Tức là nhiều khi đâu được ăn ức gà đâu, phải ăn cả cái đùi gà. Này, đi bên này đi mua thịt khó thật, bảo sao mà các nước người ta cũng ít khi người ta về đây đúng không? Đúng rồi. Các nước khác nó cũng ít về. Hầu như có mỗi mình này, thằng Đan Mạch này, thằng có ba người nước ngoài. Ba người nước ngoài thôi đó. Ba người nước ngoài về. Ba người nước ngoài nhưng mà một người. Một người là thằng Kim Anzo thì lại bị tiêu chảy. Tiêu chảy không, tí nữa mình sẽ có mấy khúc đó mình sẽ review sau. Nhưng mà nói chung là bên này việc kiếm đồ ăn nó rất là khó, cho nên thử ra cái giai đoạn đó Tuấn Anh úp cáp hay là Tuấn Anh. Nhưng mà cũng nghĩ cũng đúng là vừa biết ơn thì vừa cảm ơn đường Vũ, không thì nó mà không đi 4 cây số đi bộ nha các bạn. Ngày nào cũng đi bộ 4 cây số. Cả đi cả về là 8 cây số các bạn. Đi cả về may mà nó là vận động viên điền kinh. Rồi. Hên đi 4 cây số về mà nó còn la mệt mà trời bên nó nóng quá, nhiệt độ bên nó nóng kinh khủng luôn. Một phần nhưng mà nó oi ấy, nó oi một phần nhưng mà nó ô nhiễm giống như các bạn rồi. Cái bụi của nó các bạn ra ngoài là mắt nó cay xè luôn. Nó ô nhiễm thật. Mắt nó cay xè luôn các bạn, tức là đi ra ngoài là cái mắt của mình nó đã bị cay rồi, bụi quá. Cả nguyên một thành phố, cả nguyên một con đường chắc mình có một chỗ này bắn gì thôi. Tại vì dân nó người ta chạy mà lại không hề có biển biết gì nha, không có biển báo, biển thông báo là đây có bán thịt hay là gì đấy, là cái tròi không nhìn rất là hay. Thì đấy là mua cho anh đó, cắt con gà đó, mua 2 con gà. 2 con. Đây tính ra là ăn cũng đâu phải ăn ức gà, toàn ăn đùi gà các đó, thứ các bạn xác ở bên đó thấy cái miếng xác ở bên đây đó. Là salad hả? Salad đó, đây là đồ ăn khách sạn các bạn. Bánh là... mì này, chuối này với đu đủ. Salad cứ tưởng là rau nhưng ra không có rau mà chỉ là salad, là chuối, đu đủ, bánh sandwich. Cái này là súp. Đây là súp, súp mà không biết cái nguyên liệu gì ấy. Anh nghĩ là gà thôi. Gà mà xé. Gà xé đấy. Mà ăn nó mùi nó cũng tanh lắm. Trứng kia nữa cơ. Thấy mấy anh bốn bụng bốc nhìn kinh nhỉ? Nó ăn bốc. Mà bữa đi qua cái chỗ mấy chỗ chợ. Không phải mình nghe, ví dụ mình nghe có thể ăn bậy, nhưng mà đây hai người ăn xong là nguyên một tối đó là bị ai chỉa. Ai chỉa? Chỉa chảy. Là phải cấp cái này liền. Xong hôm sáng hôm sau là đâu có support anh đâu được. Tại vì sáng hôm sau đó là mình đi đăng ký, đi an ninh. An ninh với lại đi lấy số báo danh rồi này nọ đó. Đúng khổ luôn. Mà công nhận là mình cái đợt đi Ấn Độ anh ngại mỗi cái là đi vào cái hội trường thi nó xa đúng mà rồi. Mình mệt rồi mà đi hơn 1 cây số mới đến cái hội trường đi bộ nó rộng quá. Nó nhiều cổng các bạn, nó nhiều cổng. Tức là đợt mà Đạt đi Hồng Kông là nó thuê một cái giống như là cái giống ion vậy á. Nó thuê giống cái ion vậy á, xong mình cứ đeo cái này là cái chỗ phòng tập mà mình hay tập 2 buổi nè. Đó lúc này đi nè. Đó, các bạn nhìn thấy giờ đó, cái lúc mà cái cổng vào là mình đi gần như 1 cây số mới vào đến cái hơn đấy chứ. Từ cái cổng kia với tổng kia là 1 cây, từ cái lúc mà cái cổng nó đi vô trong cái chỗ mà ấy là cũng xa mà anh đi mẹ anh giống còn hơn đi cardio. Mệt. Cái mệt là do bởi vì trong cái thời tiết thì nó đúng rồi, đi đúng nắng đó. Nhưng mà vào hội trường thì mát lạnh. Đây là các idol của Ấn Độ đây. Được mời chứ, được Ấn Độ mời sang. Có Karin Black có gì gì nhỉ? Hài ấy. Mà tay ra cái. Đây nè các bạn. Dạ mặt hài cũng gặp nhưng mà kiểu như hôm nó bận quá nên là cũng... có bắt tay ra nhưng mà không chụp ảnh vì không có máy ảnh. À vậy hả? Có. Hai người anh với nó có bắt tay với nhau nói chuyện nhưng mà anh có hiểu tiếng không? Rồi, người bảo được. Bảo một ít mình kia. Bên này nó còn bên này là kinh 3-4 cây vậy đó. Không anh biết được 2 cây. Mà nó rộng. Nó rộng quá. Nó đi một vòng á. Cái lúc này là không nhà giàu các bạn. Nó giàu kinh khủng luôn. Nó kiểu nhà cửa rồi
cái cơ sở vật chất của nó kiểu to lắm. Nhưng mà ở Việt Nam mình anh cảm giác vẫn an toàn nhất em. Đấy, cái này là cổng nó xoát, nó xoát vé này, mình phải có cái thẻ của FB, nó cứ vòng của FB đi vào. Đó là những cái show về phòng vũ trụ. Đó các bạn thấy cái, như một cái triển lãm á. Triển lãm nó khoe đồ. Anh ngồi bên này được cái như của nó như cái vòng nó cũng như không khí. Tôi không muốn gì đâu. Cái vòng nó được phát hả? Cái vòng anh mua nhưng mà được kể hai theo hai. Kể hai với một người support là một người là tốt. Và được miễn phí luôn. Cabin, mở cái cabin về móc tiền, nó triển lãm nhiều lắm, máy móc, sụp tiền mờ nhiều các thứ nhiều, quần áo, nói chung là tất cả những cái gì mà nó liên quan tới cabin, cái dây dây ba, cái kháng lực, cái nhà, cái kháng lực, cabin này các bạn, nó vẫn như một con gấu. Ông này chắc mấy tuổi, bốn mấy này rồi, chắc gần 50. Cái này tính là sự đỉnh. Cái này nếu mà đi mà không đi cùng nhau là lại. Đông người quá với lại nó rộng. Đấy, đấy. Như sân Mỹ Đình. Đấy nó đang ném quà đấy. Sụp lên mà. Đấy ấy mì kia là nó bắt tay liền. Cái phòng ấy tại vì nó có cái phòng màu vàng mà ấy là sẽ giết được cái ấy không? Cũng nhiều hãng sụp lên mà. Này là tụi mình có mua đồ. Đấy là hãng bộ trộm. Em sụp 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 sao đó. Đấy, đây là cái idol nước ngoài này. Thằng này là những tên là gì nhỉ? Nếu nhớ nữa. Đây là cái hội trường thi này. Sân khấu thi này. Sân khấu nó đẹp nhỉ, quả trái. Đẹp quá. Thế cái đèn đấy đẹp chưa? Nó làm gì có đèn được trước đây, đèn được trước đây nó để hết luôn. Bởi vì đèn được trước đây là cái chỗ mà để người ta quầy người ta triển lãm rồi. Làm gì có đèn ở đây đúng không, em thấy không? Nó phải làm đèn từ trên đầu hạ xuống, chứ còn ở đây là hội trường rồi, làm sao mà làm đèn được. Nếu đáng ra là phải làm cái đèn từ bên hội trường để chiếu thẳng vào người mình thì mới đẹp. Hoặc ở dưới nữa. Ừ. Ở dưới hắt lên. Đây nó làm cái từ trên đầu xuống. Trời. Tối thui. Hai bộ zip của nó cả bạn này. Hai các bạn thì bộ zip. Bỏ thế em biết. Má là full size luôn rồi. Quá dữ. Đó, đợt này em Vinh Vũ ở cả một ngày trong này không có đồ ăn là tàn đi ra cũng quay mà lại xin quay. Bơ được phổ thanh miễn phí rồi. Cái này nó có miễn phí hay đây, cái gì để mua? Cái gì các bạn? Sibum. Này, Sibum, Sibum, phiên bản là... Phiên bản đó, mini, phiên bản pha kè. Thế nhưng mà nhìn nó giống đó các bạn, từ chiều cao tới khuôn mặt này mình quay các bạn. Các bạn ở ngoài các bạn thêm giống, ừ, giống kinh khủng. Cái này là ấy, còn nếu như các bạn... Mình với Đạt là cứ nghĩ, tưởng nhầm nó Sibum sai. Sibum tưởng sai tại vì có cái... Tức là sai nó bé quá, sai nó bé quá. Mới phát hiện ra chứ nếu mà không sai nó một đường lên là không nhầm. Y chang Sibum luôn. Nó y chang luôn á. Từ tóc tới râu thì mắt cũng giống nữa, mặt giống khuôn mặt luôn đấy. Các bạn thấy ở ngoài các bạn có thấy giống. Cái này là chỗ đây này, gia công sụp lên mặt này. Gia công các cái bình lắc các thứ ấy. Đâu, cả hộp sữa nè, hộp sữa nè. Cả hộp nữa này. Cái gì cũng có nhỉ? Cái gì nó cũng có luôn. Cái gì nó cũng sản xuất. Cái này là cửa hàng đồ ăn. Mà mình không ăn được đồ Ấn Độ các bạn. Cái này là nhiều khu lắm nha. Mình đưa đi hết, mà anh mệt quá không đi hết được. Nhiều khu quá. Hôm nay mới là ngày đầu thôi các bạn. Nhưng mà Kairin này, Kairin sẽ lên đây để giao lưu. Good, đây Kairin. Vô gần, quay đó sao đâu. Mà công nhận là Buwan nó đúng là idol của Ấn Độ. Đến mà có người hộ tống, người nhìn hoàn tráng kìa. Kiểu vận động viên là kiểu nó kiểu người mẫu á, người... Với lại danh tiếng của nó lớn đúng không? Cái danh tiếng của nó nhiều người theo dõi. Idol. Rồi vào clip. Anh nghĩ cái này cũng thi đấy chứ không phải là ấy đâu. Thi đấy. Thì bên trong này nó thi hết. Thi đấy. Tổ chức cũng nhiều cái show quảng bá. Đây là sốc này. Ủa đâu các bạn? Sốc. Chúng ta muốn thử nhé thôi, muốn thế. Mình không được thử nhé. Thì mình mới chôn ra một trong cái. Cái quay ở đây nó không quá ngọt các bạn. Uống như nước vậy á. Thì cái chỗ này là hệ thống để xây dựng phòng riêng các bạn. Thảm đúng không? Thảm. Quá phát kiến. Kinh rồi, nó triển lãm nó giới thiệu đúng là từ A đến Z luôn.
xem lại vẫn thấy cảm giác bồi hồi à. Lúc mà anh ở cái giai đoạn này là anh không muốn nhìn cái xe, không có xe mới nhìn, muốn ngủ luôn. Mệt quá. Đạt đứng không được, người ta ném không người. Ngon mà không có đông. Đông lắm. Không mà em nghĩ chắc mấy người cũng cặp. Chắc cũng chụp ngoài. Mệt, cặp mệt đó. Thấy cái ông này nè. Ông này là cặp nhất này. Nó lên nó chụp cái xong lại càng khác lên chụp trồ, nó mệt. Ông nhận nó bự nhỉ. Nó tay nó to hơn cái đầu mình luôn. Nhìn ở ngoài nó thấy nó đáng sợ. Bỏ cái hình này đi. Này là ngày đầu tiên đúng không em? Ngày đầu tiên. Ngày thứ hai thì ở trong kia nó không quay. Ngày thứ hai là mình ở trong cái phòng VIP rồi. Phòng thi đấu. Cái giai đoạn này bây giờ đây đang cái giai đoạn này là anh chỉ muốn về này, mệt quá rồi. Mà em với Vũ bảo thôi anh cũng ngồi đâu ăn đi rồi em với Vũ đi lượn đi đây. Mệt. Cái thằng nghĩ vậy? Mình cũng muốn đi lượn tí để xem cái thứ đấy chứ. Mệt quá nổi. Giỏi quá mà đi nổi rồi. Nên nó cứ xếp thì mày ngô bàn cờ rồi mình cứ đi theo kiểu này này. Mà một cái sâu này chắc nó phải to bằng cái sân đợt Mỹ Đình á. To lắm. Ủa. Mấy nghìn người. Em Vũ đi đâu hết đâu. Đấy, khi mà rồi, mà các bạn thấy tay vai nó chưa? Nhưng mà thanh niên này yếu đuối quá. Không có ai đi một mình á, không có ai. Nó đi có một mình, nó không có ai chăm sóc cả. Thì những cái này là bắt đầu thi cho người khuyết tật trước nè. Ngày đầu tiên đấy, ngày đầu tiên là cho thi cho người khuyết tật thi trước. Đây là check in này, các em đi pro check in này, lấy số báo danh rồi lấy chưa hôm nay lấy này, ngày này lấy này, nó bắt đầu lấy số rồi đó, bắt đầu quay tới anh đổ mặt kìa, cắm quái đồ nó đổ mệt mấy đồ cái nhanh về mày ơi, đồ có mệt lắm rồi, cái mặt nhìn như thằng củi luôn. Mệt lắm rồi, lấy lẹ đi rồi về. Đợi mãi chưa đến lượt. Đợt đang tính cần ký mà đâu cần đúng không? Ừ, nó không cần, nó tưởng anh kìm là xích. Cuối cùng ra là nó không xích này. Cái áo này cũng đứa nằm lót chỗ khách sạn rồi. Để khách sạn rồi. Để lại khách sạn rồi. Mang về làm cái gì? Vẫn cười được mà. Vẫn được cười. Này, lúc này là cái môi của anh nó bị nứt rồi. Cái này cười nó mệt. Cười, không phải cười, nó té máu ra. Ồ, nó nứt mùi ra. Nó nóng lắm các bạn, cho nên là đi ra mồ hôi một kê, nó mất nước. Nước. Với lại mình đang giai đoạn này mình đang bắt đầu cắt nước rồi đúng không? Tính ra mà đi đấu ở nước nhà nó vẫn đỡ hơn đi qua nước khác tại mình sao? Đỡ nó mệt. Không, đúng không? Mệt bao nhiêu. Về cái nội cái thời tiết thôi mà mình đã thấy kiểu giống như mình. Đây là phòng VIP này. Phòng VIP mình ngồi với Kim Anzo này. Rồi, giao lưu văn hóa. Giao lưu văn hóa. Nó biết mình mà. Này là tối check buổi cuối này. Này là chưa đẩy nước đâu. Này là đang. Này là anh đã khô lắm rồi. Chưa check chưa đẩy nước đó. Má nét nhỉ. Rốc. Cháy luôn. Nghe Kim Anzo đó là nghỉ thi luôn. Nó vào nó vừa check in cái nó về nó ăn chắc là ăn bậy bị tiêu chảy. Chuyển nước luôn mà các nước bạn. Luôn, nó nghỉ thi luôn mà. Nghỉ thi luôn. Nó đăng ký có số báo danh ấy chứ. Chắc lên không ăn uống ăn có người một mình thì đi chắc là đi ăn bậy ăn bạ ở đâu trong khách sạn rồi bị dính luôn. Như mình cũng ăn ở khách sạn rồi mình còn dính mà xong rồi hôm đó đợt đó mình với Vũ về là chỉ có ăn mì tôm. Ồ nhỉ. Dã man luôn. Đó. Ngồi chờ, không ngồi chờ, mệt. Ngồi chờ, không biết khi nào mới đến lượt mình thi, mệt ghê. Cái này giờ nhất nó bị loại, nó đánh nhiều quá các bạn. Mà nó bị một cái là nó đánh 5 ngày, 3 ngày liên tục. 3 ngày. Tức là mình phải ở với nó 5 ngày. Nó cực lắm. Thanh niên này là không phải là hạ đường huyết luôn. bỏ thi luôn. Bỏ thi sao được nữa, chuyển đường vào rồi. Cho nên cái môn thể hình cũng
một bộ môn nào đã là vận động viên lên chuyên nghiệp rồi nó cũng đều có cái khổ hết, đều có cái rủi ro hả? Đúng rồi, nói thẳng là cái rủi ro. Này nó tưởng là nó hô hấp nhân tạo luôn đó chứ, này nó lúc luôn mà nó khiêng ra là anh nhìn thấy cái mặt trắng bệch rồi liệm luôn, mà nó phải bắt đầu hô hấp nhân tạo, bắt đầu phải đi chạy ấy đó. Này đang chuyển đường rồi, đang quấn lên để đi, sợ nó không biết là cái này không cắn lưỡi đâu, đúng không? Cái này nó chỉ ấy thôi, mình cũng không ra dòm đấy, không này chết khúc cuối. Vãi phòng á, nó nhìn cái lưng như cái rùa, lưng gắt, tính ra lưng mình cũng gắt so với bọn kia đấy chứ, chẳng qua mình bé quá, mình lùn quá thôi. Cái khung xương á, cái đó thì nó không cải thiện nữa các bạn. The Rock của Ấn Độ. The Rock của Ấn Độ các bạn, idol á. Idol nhưng cũng chỉ về nhì thôi. Ông nó có thể gì ta? Có thể rồi, nó IPV mà, nó đánh classic mà. À. Cái này là Pro Show 22 classic, à. Bikini, men physique đủ luôn. Này bắt đầu. Có cái thằng mà IPV mới đó, quần trắng nó có khô đâu. Đó Ali Bila đấy các bạn, Ali Bila rất là đẹp. Idol. Ali Bila thì không chê vào đâu được. Quạt đúng người ấy, nó đúng idol, nó người đi hộ tống, người quạt, rồi người chăm sóc, người bón ăn, người các thứ đủ thứ. Đấy các bạn thấy các gái Nga cho mình mệt quá, mình không thèm nắm luôn. Quá giờ lên sàn đủ, mày cho tao thi xong tao về cha rồi mẹ. Giờ chỉ muốn là lên sàn để chiến thôi. Đấy, Alibila này cũng là Buwan chắc được cái đẹp trai các bạn, Buwan đẹp trai lắm. Ali Bila đẹp trai. Mình cũng đẹp trai đúng không? Tại vì đợt này Ấn Độ cũng không có nhiều hình ảnh lắm các bạn. Tại vì mình không có ở ngoài được, mà ở ngoài nó đông á. Ở ngoài không chen chúc được. Không chen được. Không chen được. Nên là không có ra quay được. Thì lúc này là mình đang ở trong cái khu mà cái khu khởi động á. Ngoài nói chung là mình không chen đâu, okay. Nó đã đứng sẵn ở đó rồi, mình làm sao chui vào được, nó đông nghịt đi, nên là khó chụp hình, khó ấy. Đợt này cái đề này là nó dưới từ trên xuống, chứ còn đợt phim là nó hấp, nó có một cái đề hấp từ dưới lên nữa. Đây là đèn phim nó đẹp hơn. Đó, cái này khi sau bắt đầu cây lên đây tìm kiếm. Đây là một giải trí các bạn. Giải trí Kairin đấy các bạn. Kairin đấy. Kairin xong lên idol mà. À, mấy chị đẹp cũng đưa điện thoại camera ra quay mà. Con này là bọn người Nga ấy nhỉ? Nga mấy con nó nhìn Nga. Và đang mặc kiểu đầu lâu xịt sọ. Kairin. Bây giờ nó giống kiểu như thằng Chu Sun ấy nhỉ? Chu Sun kiểu đi chỉnh diễn. Chỉnh diễn. Đó, dùng cơ bắp để trình diễn đấy. Thì cái review về chuyến đi Ấn Độ nó chỉ có vậy thôi. Thực ra thì nó còn nhiều cái mà mình không nhớ được. Kiểu giống như nó qua cái giai đoạn lúc mà nếu như mà cái cảm xúc mà mình làm liền lúc đó thì mình cũng thể được. Nhưng mà cái đợt đó là lúc Tuấn Anh nó về xong là anh phải chuẩn bị các thứ vô công việc này nọ đúng không? Nó còn bỏ khách mà. Bỏ khách nhiều khách quá. Nhiều cái rồi cũng khách hứa. Với lại mình mới vào cũng có nhiều cái nó chưa quen rồi. Cũng lo nhiều cái lắm chứ đúng không? Cho nên là mình cũng lo ấy, rồi mình cũng lo cho bạn Điền đi Hồng Kông sắp tới này. Cho nên là hai anh em cũng chưa có dịp ngồi nhiều với nhau. Thì đợt này thì xong hết rồi, đợt này thì kiểu anh Tuấn Anh cũng ổn định, Điền thì cũng xong rồi. Giờ còn có những bước sổn Tết thôi nữa. Thì kết thúc chuyến đi Ấn Độ thì nó có những cái này, nhưng mà tại vì cái này nếu như mà đợt đó anh em mình ngồi ngay lúc đó thì có nhiều thì cũng bận nhiều việc quá. Thì thôi cái này gọi là mình với review lại. Bởi vì là nó hơi không vào cái gọi là cái mong muốn của mình. Để lúc đó mà đánh xong là thực ra là có cái nhiều ra. Cái mình cũng gọi là cái năm nay thì thực ra là cái plan thì anh ăn theo toàn bộ của Đạt. Có mỗi cái posing thì là anh lại không nghe Đạt rồi. Bởi vì anh năm nay là anh muốn thử cái posing mới xem nó có may mắn hơn không, bởi vì cái posing này là giống như 2018 á, là anh đã lấy pro ở năm 2018 cho nên anh muốn thử lại để xem nó có may mắn được như là 2018 không, em hiểu ý anh không? Đấy cho nên là anh muốn thử cái này, chứ còn bình thường nếu mà như gãy anh vẫn bầu như kiểu bên phía thì kể thì mình cứ trải nghiệm thì mình biết. Nhưng làm sao ấy thì trước cứ, anh cũng nói cứ coi thử cái nào mình thấy mình, mà lúc thấy mà mình lên thật. Clip mình lên clip lên xong thấy. Mình mới thấy là nó cái nào không nó lắm. Không phải cái việc mà làm chung với nhau chắc chắn là nó sẽ phải có nhiều cái vấn đề, nhưng mà
mình thà mình nói ra để đúng mình rồi. Biết cái mâu thuẫn đó để mình xử lý chứ không phải là thì anh cũng ghim, nói ghim, anh ghim là nhau anh muốn xong rồi anh muốn làm lại của cái 2023 này xem nó có may mắn như 2018 không. Bởi 2018 anh cũng posing cho kiểu này đấy, thì anh lấy pro card nên năm nay anh muốn thử lại xem có cái vận may nó có đến được không, nhưng mà không ngờ nó lại xui hơn. Vậy với lại cái nói thẳng ra thì đợt này thì ngay cả Alibila cũng nói mà cái là sự Joker hả, nó đăng lên trên cái bản tin nói theo cái kiểu giống nó như là... chứ không phải là nó nói nhẹ nhàng nữa. Nhưng mà thôi mình thì nói chung mình là... có thể dịch ra nó là cái ra cái câu là cái gì thao đó. Túng của cái gì những nó chửi cái giải là như một trò đùa đấy, mình dịch ra là như vậy. Thì nhưng mà nói chung mình cũng sẽ không có làm sâu về những cái đó. Thứ nhất là mình với Tuấn Anh cũng chỉ trên cái gọi là mình đi thi để mình trải nghiệm đúng không? Tại vì thực ra trải nghiệm là chính, nhưng mà cái anh vẫn muốn là mình được, ví dụ như mình phải nhất. Thì cái mục tiêu đi thi thì ai cũng phải muốn, nhất. Ai cũng muốn nhất. Chứ còn rồi. Anh không muốn vào top, anh chỉ muốn phải nhất thôi. Cái việc nhất là ai đi thi đúng cũng rồi. Đều mong muốn là mình được thành công. Chứ mà. Còn bảo đi thi chỉ mong để vào top với lại ấy thì mình thôi đừng thi nữa. Thì mong thế để mong làm gì đúng không anh? Bỏ bao nhiêu công sức rồi bỏ bao nhiêu mồ hôi nước mắt ra để chủ yếu là phải nhất được thôi chứ. Bây giờ đi thi mà chỉ mong là vào top thì thôi, ở nhà cho khỏe. Thì nói chung là vẫn theo cái tư tưởng là mình đi để mình trải nghiệm. Để nghiệm qua thử là nước người ta như thế nào. Với lại em cũng thích đi những cái show như thế này. Tại vì em cũng làm business, cũng là kinh doanh thì cũng muốn đi coi thử cái show này nó như thế nào. Tại ngày xưa coi mấy clip của Huy Nguyễn á, nó cũng đi mấy cái show kiểu giống như là đi coi sụp rồi đi này nè, mấy cái quầy như vậy nè, kiểu nó vui á. Nó review lại đúng không? Đó thì mình cũng muốn đi coi thử là nó như thế nào. Đó thì nó cái đó mình cũng chủ yếu là muốn trải nghiệm thôi. Năm sau mà Thái nó mà tổ chức nó lại tổ chức vào tháng 3. Không thường tháng 5. Tháng 3 là NBC mà chưa có thông báo, đợi để phải đợi, nếu như mà muốn đánh thì phải đợi cái tô chắc còn tháng nữa là tới rồi. Mới tiêu tháng nữa thì phải đợi qua coi thử. Coi thử là xong cái tô thì mới có lịch mới, năm mới. Ấy coi thử nó như thế nào đã rồi. Chỉ cần xong cái tô là mình có thể biết được là năm sau Việt Nam mình có đăng cai, có đăng cai được đăng ký được. Không? Có là hạng mục gì ấy. Nếu mà có là sẽ là hạng mục gì? Bikini hay là Pro Men hay là gì đó. Hay là classic nhé. Ok, thì mong là các bạn sẽ theo dõi kênh của Đạt. Thì sắp tới mình sẽ review thêm nhiều cái nữa. Nếu như các bạn ủng hộ thì thích thì bây giờ Philippines còn nhớ gì không? Philippines thì là quên hết. Làm lại cái về Philippines. Tại Philippines cũng quay nhiều á. Thực ra đội Philippines nó đi cũng vui. Đi nó đi kiểu có cu đàn. Nó cũng có nhiều cái cũng hay lắm. Nó cũng dân du lịch mà kiểu... Đạt nó dân du lịch thì nó cũng lẹ. Đó, thì cái đó nó cũng nhiều cái nó cũng có trải nghiệm hay, thì mong là các bạn có thể là subscribe và theo dõi kênh của Đạt nhiều hơn. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và rồi đấy nha, chào các bạn. Hello anh em, bye bye anh em.